Hello, xin chào tất cả các bạn. Và để bắt đầu cho việc tạo hình của Slender Woman, đầu tiên Linh sẽ làm láng cái face cast Linh trước, bởi vì Linh đã làm quá nhiều kiểu đã bị sứt mẻ rồi. Sau đó Linh dùng bút trang điểm và latex để dặm từng lớp mỏng lên trên face cast trước và blend cho thật mỏng ở phần rìa nha. Dặm khoảng 3 đến 4 lớp. Sau khi keo đó khô, Linh dùng màu hóa trang trắng của Snazaru và mình xịt tí nước vào và dùng cây cọ ngang để tô lên trên mặt nè. Nhớ cắt hai cái lỗ mũi để thở nha, không là chết luôn à. Sau đó Linh dùng phấn mắt đen để tạo hố cho khuôn mặt ở chân mày, hốc mắt, một tí xíu ở mũi và nhân trung và hai bên má. Về trang phục, Linh sẽ mặc áo vest đen và áo sơ mi hoa bên trong. Đúng chất của Slenderman thì thường mặc áo vest đen nè, áo sơ mi trắng và đeo cà vạt đỏ. Nhưng Linh làm phiên bản nữ là Slender Woman cho nên Linh nghĩ áo sơ mi hoa là ok. Bây giờ Linh dùng kem hóa trang màu trắng của Snazaru để mình tô lên cổ và hai lỗ tai cho nó trắng nè. Và tiếp theo Linh sẽ dùng latex để mình dán cái mặt nạ này lên trên mặt mình nha. Chỉnh sửa tóc lại một tí xíu, vậy là Linh đã hoàn thành xong Slender Woman Makeup Look rồi. Hy vọng các bạn thích video này và đừng quên subscribe kênh YouTube của Linh nhé. Và theo dõi fanpage Linh Makeup Artist Halloween Makeup của Linh nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye!